Còn tại Hà Nội, chiều qua, đoàn lớp cao cấp lý luận chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đến thăm Học viện Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam Hà Nội cùng Chư Tôn Đức vui mừng đón tiếp đoàn và chia sẻ nhiều hoạt động đào tạo tiêu biểu. Đặc biệt, năm 2018, Học viện đã được Ban Tôn giáo Chính phủ chấp thuận quy chế đào tạo và tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ Phật học, nâng cao trình độ nghiên cứu Phật học chuyên sâu.